Xin chào các bạn, đây là video đầu tiên trong chuỗi video ngữ pháp N1. Giáo trình chúng ta sử dụng là giáo trình Shinkansen Master. Nếu như ở N2, N3 phần ngữ pháp là phần tương đối là khó với các bạn, thì N1 thực ra thì nó vẫn là khó. Thế nhưng mà bởi vì các ngữ pháp N1 nó không có nhiều tính ứng dụng trong thực tế, do vậy chúng ta cũng không cần phải đi sâu vào phân tích chi li cái sự khác nhau, so sánh quá nhiều. Tất nhiên là khi mà nó rõ ràng những cái sự khác nhau đấy thì chúng ta vẫn nói. Thế nhưng mà nếu mà trường hợp mà chúng ta gì nhỉ, chúng ta thấy là dùng cái nào cũng được ấy, thì chúng ta sẽ dùng chung nhá, dùng cả, cũng như là gì nhỉ, cũng như là chúng ta sẽ học cái nghĩa của mẫu câu và gì nhỉ, và cái hoàn cảnh chung của nó, chứ không đi sâu vào phân tích phân biệt. Bởi vì thực tế là cái tính ứng dụng của ngữ pháp N1 không cao, gần như là người ta không có nói trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta đi vào bài đầu tiên, bài 1. Ji càng càng kê, các mẫu câu nói về quan hệ thời gian. Thì đây là phần 1, chúng ta sẽ học 3 mẫu câu đầu tiên. Ở video số 2 ấy, chúng ta sẽ học 3 mẫu câu tiếp theo và có cái phần so sánh nhỏ giữa một số cái mẫu câu đấy. Ngữ pháp đầu tiên, ga hayai ka, có nghĩa là vừa, là ngay lập tức hoặc là ngay khi, thì. Ví dụ các bạn quan sát bức tranh này. Bạn nhỏ này đang đi học về đúng không? Bạn ấy nói chào mẹ là tadaima, con về rồi đây. Và mẹ nói là okaeri kyo no. Mẹ đang định bảo là, mẹ đang định hỏi cái gì đấy đúng không nhỉ? Thế nhưng mà bạn ấy quẳng cặp xuống đây một cái là bạn ấy tót đi chơi luôn. Itekimasu, con đi đây. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hành động về cái đúng không nhỉ, về nhà cái rồi bạn đi luôn, nó rất là nhanh, nó đồng thời luôn ấy. Thì chúng ta có thể sử dụng cấu trúc ngữ pháp này. Câu đấy của chúng ta sẽ là ie ni kaete kuru ga hayai ka mata dekakete ita. Đấy, vừa về cái là lại gì đây nhỉ, lại ra ngoài ngay, lại tót đi chơi ngay. Nếu vậy thì các bạn sẽ bảo là nó sẽ rất là giống các mẫu câu như là to tang ni, hay là kanai ka no uchi ni, hay là cả tô một tô ở N2 đúng không? Đúng rồi, nó rất là giống và nhiều trường hợp thay thế được cho nhau. Chúng ta sẽ không đi sâu vào phân biệt chi li chi tiết nhé, mà chúng ta sẽ đi vào cái phần đặc trưng của nó để xem nó khác gì với lại những mẫu câu ở gì nhỉ, ở dưới. Bởi vì nếu mà phân biệt thì chúng ta sẽ phải phân biệt mấy chục mẫu câu, đều nghĩ là thực ra mấy chục thì không đến mức đấy, nhưng mà đại loại rất là nhiều đó. Chúng ta sẽ không đi vào xa đà vào cái đấy đúng nhỉ, mà chúng ta sẽ gì đây, nắm được cái ý nghĩa cũng như là cách dùng chung của chúng để chúng ta học. Hoặc là gì đây nhỉ, bạn này rất là xinh, bình thường bạn không bao giờ bạn đeo khẩu trang đúng không, để kiểu cho mọi người thấy được cái khuôn mặt khả ái của bạn ấy. Thế nhưng mà nghe tin về virus corona cái bạn rất là sợ đúng nhỉ, và bạn đeo khẩu trang luôn. Thì chúng ta có thể nói là shingata corona virusu no abunasa o kita ga hayai ka kanojo wa masuku o kaketa. Ngay khi mà nghe thấy cái về cái độ nguy hiểm đúng không nhỉ, của gì đây nhỉ, của cái virus corona ấy, thì cô ấy đã đeo khẩu trang đấy. Bình thường là đang để mặt bình thường, thế nhưng mà nghe xong cái là đeo luôn. Thì chúng ta cũng sử dụng cái cấu trúc ga hayai ka trong trường hợp này nhé. Bây giờ là cách chia động từ, các bạn sẽ chia ở hai dạng, thứ nhất là vê rự, thứ hai là vê tờ cộng với ga hayai ka. Vê rự hoặc vê tờ chia thế nào cũng được, không phải là vê rự là chưa làm, còn vê tờ là đã làm đấy. Các bạn chia thế nào cũng được, vê rự hoặc là vê tờ cộng ga hayai ka. Cách sử dụng này, nó dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh ngay khi sự việc phía trước kết thúc thì diễn ra sự việc sau ngay lập tức. Ngay khi sự việc phía trước kết thúc thì sự việc phía sau diễn ra sự việc phía sau ngay lập tức. Nếu mà cái định nghĩa như này thì rất là giống nhiều mẫu câu khác đúng không, như là tato tang, hay là kanai ka no uchi ni, hay là ka to omoto. Thế nhưng mà những cái điểm khác nhau thì nó ở phần sau này. Đầu tiên này, phía trước ấy, về trước, trước cái thằng ga hayai ka ấy, nó đi với động từ diễn tả sự việc trong chốc lát, sự việc trong chốc lát, khoảnh khắc. Nó không phải là cái quá trình kéo dài, mà là chỉ là những cái diễn ra trong chốc lát, khoảnh khắc thôi. Ví dụ như là tsuku, to chaku suru đều là đến nơi đúng không nhỉ, hay là gì nhỉ, horidasu, horidasu là quẳng quăng. Ví dụ như bạn này, bạn ấy quẳng cái cặp đây này, thì có thể dùng cái từ horidasu đấy. Hay là từ hashiridasu là gì nhỉ, bắt đầu chạy. Không phải là hashite tự là đang chạy, là kéo dài. Thế nhưng mà hashiridasu là chuyển từ trạng thái đứng sang trạng thái chạy, là rất là ngắn nhá. Đấy, nó thường đi với lại những cái động từ như vậy. Phía sau
Đây là cái quan trọng phía sau ấy, nó đi với các động từ mang tính ý chí. Thế nhưng mà mang tính ý chí của người khác, chứ không phải là mang tính ý chí của mình. Toàn vế biểu thị sự thực. Toàn bộ vế câu ấy, nó biểu thị một sự thực. Sự thực là gì? Sự thực là những việc đã xảy ra trong thực tế và mang nội dung có đôi chút bất ngờ. Tức là đằng sau nhé, là những sự việc đã xảy ra trong thực tế, thường là hành động của một người khác, đúng không? Mang tính ý chí và mang nội dung bất ngờ, gây bất ngờ cho bản thân mình. Và gần như là, không phải là gần như mà luôn luôn vế sau là thể quá khứ thì quá khứ ấy. Vế sau phải là thì quá khứ. Tiếp theo này, không đi kèm các biểu hiện ý chí, không đi kèm ý chí nguyện vọng này hoặc kêu gọi đối phương hành động nhá. Lưu ý cái này nhé. Và vế sau ấy nó không dùng với các hiện tượng tự nhiên, rõ ràng đúng không? Nếu mà đằng sau là động từ ý chí thì không thể đi với kèm với các hiện tượng tự nhiên được. Đây cũng là điểm khác nhiều so với các mẫu câu ở trong N2, bởi vì các mẫu câu trong N2 nó không hạn chế về cái này lắm. Ví dụ như là ame ga huru yuki ga hurida su kaze ga huku, đúng nhỉ, là không có đi kèm. Mưa rơi, tuyết rơi, gió thổi, bão đến là không có đi kèm với lại gahayaika. Và mẫu này cứng, hầu như không có dùng trong hội thoại thường ngày. Gần như là các mẫu câu N1 nói trong hội thoại thường ngày nó bị okashi, nó bị hên lắm. Chúng ta chỉ gọi là chúng ta học để biết thêm thôi. Ví dụ này, câu đầu tiên. Kaigai ryoko ni shupatsu no hi, Yara san wa kūkō ni tsuku ga hayai ka kombini ni kakekonda. Có nghĩa là cái ngày mà đi du lịch nước ngoài ấy, thì anh Yamada vừa đến sân bay cái là lao vào siêu thị ngay. Đấy, vừa đến sân bay cái nhé, là ngay lập tức lao vào kombini. À, đây là kombini, cửa hàng tiện lợi đúng nhá. Thì đúng hơn là siêu thị. Câu số 2 này. Uchi no ko wa itsumo gakkou kara kaette kite kaban o hori dasu ga hayai ka asobi ni ite shimau. Con nhà tôi ấy, lúc nào cũng từ trường về nhà, nó gì nhỉ, nó vứt cái cặp đấy, nó ném cái cặp đấy rồi nó làm sao ấy, nó đi chơi luôn, nó tót đi chơi luôn. Đây các bạn thấy này, mặc dù là câu đằng sau là kakekonda, là hành động đã xảy ra rồi, đây nó vẫn dùng tsuku đúng nhỉ, động từ thể rự đấy, chứ không phải là vê rự là chưa làm đâu. Trong cái mẫu này bắt buộc phải đã làm rồi, đã hoàn thành rồi. Câu số 3. Kesa neboshita oto wa asa gohan o kuchi ni oshikomu ga hayai ka genkan o dete ita. Sáng nay ông chồng dậy muộn của tôi ấy, vừa mới gì nhỉ, vừa mới oshi, o sự là đẩy, komu là vào, đây là kiểu và cơm ấy đúng nhỉ. Ông chồng dậy muộn của tôi vừa mới vội vàng và cơm vào miệng là đã gì nhỉ, đã chạy ra cửa đi làm rồi. Rất là bất ngờ, mình vừa mới để bát cơm đấy đúng không, đấy thấy và mấy cái đã quay ra quay lại, đã thấy chạy ra cửa đi làm nhé, bởi vì sợ muộn đúng nhỉ, gây ra cái sự bất ngờ cho mình. Thì các bạn thấy này, lao ra kombini cũng là gì đấy, cũng là hành vi có ý chí của người ta này, đi chơi này đúng không, đây là đi gì nhỉ, đi ra ngoài cũng vậy đúng không nhỉ. Câu số 4 nhá. Wadai no sono hon wa tento ni narabe rareta ga hayai ka tobu yo ni urete ita, là gì nhỉ, à cái cuốn sách hot đúng không, Wadai là cuốn sách mà nó đang rất là hot đấy ấy. Thì vừa mới được xếp ở mặt tiền, được xếp ở trước cửa hàng một cái là ngay lập tức nó gì đây nhỉ, nó bán chạy đúng không, nó bán chạy như như bay đúng nhỉ, bán đắt, bán chạy như tôm tươi đấy. Đấy là cái mà chúng ta có mỗi cái câu số 4 ấy, là đằng sau nó là urete ita thì nó mang tính chất không giống như là cái hành vi có tính ý chí lắm. Nhưng mà cái trường hợp như vậy thì không có nhiều. Trong 4 câu thì các bạn thấy có 3 câu là gì đấy? 3 câu là hành động ý chí đằng sau, rồi có mỗi câu 4 ấy là không không thôi. Ureru là dạng dạng gì nhỉ? Dạng tự động từ là được bán chạy. Đấy, đây là mẫu câu đầu tiên nhá. Mẫu câu số 2 đó là ya inaya. Nghĩa thì gần như giống hệt mẫu câu chúng ta vừa học. Mẫu ga hayai ka đúng nha. Mẫu ya hoặc là ya inaya. Cái này bị thiếu mất chữ ya ở đây. Ya hoặc là ya inaya ấy, nó mang nghĩa là vừa thì
hoặc là gì nhỉ? Vừa, ngay lập tức. Ví dụ, ebio taberu ya inaya karada ga kayuku natta. Vừa mới ăn tôm cái là gì đây nhỉ? Người ngứa luôn, bị dị ứng chẳng hạn. Ăn xong cái là ngứa luôn, hoặc là chưa cần ăn xong mới đang ăn dở đã bị ngứa rồi. Onaka ga itai. Bị đau bụng đúng không? Đấy, bạn mới làm sao đây? Bạn mới uống thuốc. Kusuri o nomu ya inaya are? Fukutsu ga naota. Fukutsu là chữ phúc và chữ thống, đúng nhỉ? Fukutsu nó giống như là onaka ga itai. Là gì nhỉ? Cái cơn đau bụng nó đã được chữa khỏi, đúng nhỉ? Đã khỏi đau bụng. Thì kusuri o nomu ya inaya fukutsu ga naota có nghĩa là vừa uống thuốc vào cái là khỏi đau bụng luôn. Hoặc này, ie ni kaeru ya inaya game o hajimeta. Vừa về nhà cái là bắt đầu chơi game luôn. Thì cái này có thể thay bằng ga hayai ka, giống như là chúng ta học ở phần 1 lúc nãy nhá. Hoặc này, vừa mới thông báo là mở bán một cái đúng không? Vào đã thấy gì nhỉ? Vào đã thấy bán hết rồi. Có thể nói là saka no CI kansen chiketo ga hatsubai sareru ya inaya urikireta. Kansen là chữ quan và chữ chiến, có nghĩa là xem trận đấu, quan sát trận đấu, vé xem trận bóng đá, đúng nhỉ? Vừa mới được bán ra một cái là đã bán hết luôn, rất là nhanh. Chúng ta sẽ đi vào setsuzoku. Cấu thành động từ thể từ điển cộng với lại ya, động từ thể từ điển cộng với lại ya inaya, hai cái gần như là giống hệt nhau, không có khác gì. Cách sử dụng này, dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh. Nhấn mạnh ngay khi sự việc phía trước kết thúc thì diễn ra sự việc phía sau mà nó gần như là đến mức đồng thời với nhau luôn ấy. Và cách sử dụng của nó rất là giống ga-hai-yai-ka và đương nhiên là giống những mẫu câu ở N2 đúng không nhỉ? Các bạn xem lại bài 1 của N2 để ôn lại kiến thức. Phía trước đi cùng với các động từ diễn tả sự việc trong chốc lát, khoảnh khắc. Phía trước nhá, tức là trước cái thằng ya hoặc là thằng ya inaya ấy, nó là những động từ diễn tả sự việc trong khoảnh khắc chốc lát. Thì cái này nó khá là giống với lại ga hayai ka, đúng nhỉ? Thế nhưng mà động từ nó mang tính chất khác khác đi một chút. Ví dụ như là hitome miru, nhìn thoáng này, đa sự này, đưa ra này, hajimaru, bắt đầu này, owaru, kết thúc, vân vân. Phía sau đi cùng các câu biểu thị sự thực thì cái này thì tương tự như là ga hayai ka, không đi kèm các biểu hiện ý chí nguyện vọng của người nói hoặc không kêu gọi đối phương hành động. Thì cái này cũng gì đấy, cái này cũng giống như là thằng ga hayai ka, đúng nhỉ? Mẫu câu này cứng, hầu như không có dùng trong hội thoại thường ngày, cũng tương tự như thằng ga hayai ka. Như vậy các bạn thấy đấy, hai thằng rất là giống nhau đấy. Nếu mà nói về khác nhau ấy thì các bạn thấy là so với thằng ga hayai ka về sau không dùng hiện tượng tự nhiên thì thằng này có thể, đúng nhỉ? Thằng này không nói gì tức là có thể dùng được nhá. Ví dụ các bạn thấy ở trên này này, đây cơ thể ăn người bị gì anh nhỉ, người bị ngứa này, rồi thì cái này được chữa khỏi này, đấy nó mang tính chất hoàn toàn tự nhiên thì có thể dùng được. Còn cái thằng ga hayai ka là không, là thông thường là dùng trong những cái mà mang tính ý chí. Sau khi mà học phần 2, học xong mẫu câu soba kara thì chúng ta sẽ so sánh bốn cái mẫu câu này với nhau, gọi là mang tính chất tổng kết lại. Chúng ta đi vào phần debut, phần ví dụ này. Câu đầu tiên, watashi wa sono hito no kao o hitome miru ya 30 nen mae ni wakareta kobito da to kizuita. Tôi vừa thoáng thấy mặt người đó là tôi nhận ra ngay đấy là người yêu cũ đã chia tay được 30 năm rồi, đúng không? Ngay sau khi nhìn cái là nhận ra luôn. Câu số 2 này, kodomo tachi wa karaage ga daisuki de shokutaku ni dasu ya atoyu ma ni naku natte shimatta. Cái chữ này là chữ kara, đọc là kara, nó là chữ đường nhá, chữ đường trong từ đời đường ấy, chiều đường ấy của Trung Quốc ấy. Karaage là đồ chiên rán, thông thường là gà rán kiểu của Nhật. Bọn trẻ ấy nó rất là thích ăn đồ chiên đúng không, rất là thích ăn gà chiên. Đây là gì nhỉ? Đây là shokutaku. Shokutaku là bàn ăn. Vừa
vừa mang ra bàn ăn cái là loáng cái đúng không? Đã hết rồi. Rất là nhanh. Câu số 3 này. Senkyo sen ga hajimaru ya inaya achikochi kara niyaka na koe ga kikoete kita. Senkyo là tuyển cử, bầu cử, thì senkyo sen là cuộc đua tranh cử. Cuộc đua tranh cử vừa bắt đầu cái là gì đây nhỉ? Nghe thấy được những cái âm thanh rất là sôi động. Thậm chí là có thể là sôi động hoặc là ồn ào nếu mà mình không thích, từ khắp mọi nơi đúng không? Đấy, các bên bắt đầu đi vận động tranh cử bầu cho mình đúng nhỉ? Rất là ồn ào, rất là sôi động, rất là náo nhiệt ngay sau khi cái này nó bắt đầu. Câu số 4 này. Kono byouki no atarashii chiryou ho ga hapyou sareru ya inaya zenkoku no byouin kara toi awase ga satto shita. À, cái gì nhỉ? Chi điều là trị liệu, nghĩa là điều trị nhá. Hô là trong từ hô, hô là phương pháp, thì chi điều hồ là phương pháp điều trị, cái phương pháp điều trị mới của bệnh này đúng không? Hapyo là công bố. Ngay sau khi, đúng nhỉ, ngay khi cái phương pháp điều trị mới của cái bệnh này ấy, được công bố ấy, thì thôi awase là gì nhỉ? Là liên hệ đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể dịch là những câu hỏi liên hệ. Sato, đây là chữ Sato, nó mang nghĩa là dồn dập đến rất là nhiều ấy. Thì những cái câu hỏi liên hệ đến dồn dập từ các bệnh viện trên toàn quốc. Đó, đó là các ví dụ của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sang đến mẫu câu số 3, cũng là mẫu câu cuối cùng trong video này. Đấy là mẫu câu nadi. Nadi có nghĩa là ngay khi, thì, vừa, là. Ví dụ: Tadaima musume wa kaete kuru nadi. Game wo shi hajimeta. Con gái tôi nó vừa về nhà cái là nó bắt đầu chơi game luôn. Thì ra cái này nếu mà các bạn thay bằng gì nhỉ? Ga hayaika hay là ya, ya inaya đều được nhá, không sao hết. Hoặc này, con pet tổ, con mèo ấy đúng không? Nó gì đây nhỉ? Nó đói xong nó đi ăn linh tinh, nó vừa ăn vào cái gì đấy một cái thì bắt đầu nó nôn luôn. Neko wa naniko hitokuchi taberu nari hakidashite shimatta. À, con mèo ấy vừa ăn một miếng thức ăn vào cái là bị gì nhỉ? Là bị nôn ngay. Đó, thì thể hiện rằng ngay sau khi cái đằng trước thì xảy ra một cái điều đằng sau, và thường là đằng sau là cái điều mà mình không thực sự mong muốn lắm, thì sẽ sử dụng cái cấu trúc là đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu thành. Seijuzoku, động từ thể từ điển cộng với là đi. Cách sử dụng này, dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh một động tác được thực hiện tiếp theo khi sự việc phía trước vừa kết thúc. Nhấn mạnh một động tác được thực hiện tiếp theo nhé, khi sự việc phía trước vừa kết thúc. Cách sử dụng có nhiều nét giống với lại ga hayaika hoặc là ya, ya inaya. Phía sau đi cùng với các câu biểu thị động tác có tính ý chí. Phía sau này, nó không nói phía trước đi với cái gì, tức là phía trước không cần phải đi với lại những cái biểu thị khoảnh khắc diễn ra trong thời gian ngắn đúng không? Có thể là những cái trong quá trình cũng được. Phía sau đi cùng các câu biểu thị động tác có tính ý chí, tạo cảm giác hơi bất ngờ và thường mang nên nghĩa tiêu cực. Đấy, ví dụ con mèo nó nôn ấy, hay là con gái tôi chơi game đều là những cái điều mình không thích, không mong muốn đúng không? Thì thường cái ấn tượng là đằng sau của cái nari daita yoku nai koto, đúng nhỉ, đi với những điều không tốt. Đây là cái điểm khác biệt lớn nhất so với lại hai mẫu câu kia, đấy là chủ ngữ ấy, thường là ngôi thứ ba và gần như là viết là thường nhưng mà gần như là chỉ là ngôi thứ ba, và hai vế trước sau phải cùng chủ ngữ. Đây là cái điều khác với lại mẫu kia nhá. Hai cái mẫu chúng ta học. Mẫu câu này cứng. Tất nhiên là N1 thì sẽ là cứng đúng không nhỉ? Ít dùng trong hội thoại, nhưng mà phổ biến hơn. Phổ biến hơn ga hayaika hoặc là ya, ya inaya. Đó. Chúng ta đi vào phần ví dụ này. Câu 1. Kare wa kohi o hitokuchi nomu nari hakidashite shimatta. Anh ấy vừa uống vào miệng một ngụm cà phê ấy, là Liverpool luôn đúng không nhỉ? Là nôn ngay. Ngay sau khi vừa uống vào một cái là nôn luôn. Mà nôn này là một cái điều cũng không được, không tốt đúng không? Câu số 2 này. Kacho wa bucho ni haite kuru nari ogoe de donatta. À, tổ trưởng vừa vào phòng một cái đúng nhỉ? Là gì nhỉ? Là quát âm lên rồi. Donaru là kiểu như là nổi nóng, quát tháo ấy, bằng cái giọng rất là lớn, bằng âm thanh rất là lớn, cũng là điều không tốt. Tanaka-san wa kētai denwa o kiru nari watashi o yobitsuketa.
Anh Tanaka vừa ngắt điện thoại cái là gọi tôi liền. Đó. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Bài hôm sau các bạn sẽ học một số mẫu câu khác chỉ cái quan hệ về mặt thời gian này. Và sau khi học xong mẫu Sobhakara là mẫu câu số 4, tiếp theo mẫu số 3 Nari này, chúng ta sẽ tổng hợp một chút về cái gì nhỉ, về bốn cái mẫu câu mang nghĩa là ngay sau khi của bài đầu tiên này. Và các bạn cũng nhớ rằng là chúng ta cũng không quan trọng lắm cái việc phải phân biệt chi ly đâu, bởi vì là những cái mẫu này nó không có ứng dụng nhiều, nhưng chúng ta vẫn cần phải học để biết, đúng không? Rồi, video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.